ngày Tiên bán được 170 tờ vé số và xin luôn tiền dư. Khi bán hết vé, trong thời gian đợi người tới đón, Tiên còn kiêm luôn việc xin ăn. Tinh vi hơn, để qua mắt và chạm vào lòng thương của nhiều người, dù trời mưa rất to nhưng Tiên vẫn bỏ lê, khiến người đi đường dừng lại mặc áo mưa cho Tiên. Chưa, em bị tạt lâu chưa? Mấy năm rồi? Dạ, 5-6 năm. Thì sao mà người bị vậy? Dạ, thấy xin. Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi phát hiện cả hai người này đều được hai phụ nữ đi xe máy đón về cùng một phòng trọ trong hẻm 477, đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Tới phòng trọ, người này bước xuống xe, đi lại hoàn toàn bình thường và vui mừng ngồi đếm thành quả như thế này. Anh ta cho biết mỗi ngày nhận bán 170 tờ vé số, quy ra tiền mặt chỉ được 1.700.000 đồng. Còn số tiền gần 6 triệu đồng mà anh đang đếm thì dùng mưu mẹo mà xin thêm. Người ta ghé là người ta mua vé số thì người ta đưa tiền, dù khi dư 10.000, 20.000 vậy đó là người ta cho luôn. Rồi có khi người xe hơi, đồ gì cái nọ người ta ghé lại, có khi người ta cũng không mua vé số nữa. Ta ghé lại cái ta cho tiền người ta đi. Đông lắm, thấy đi qua đi lại, ai thấy đi lại qua lại thấy cũng ghé hết trơn á. Rồi có qua đây mua nước suối đem qua cho nữa. Trời ơi, tôi mới đầu tôi thấy thằng tội nghiệp thế sau này á tôi biết là được rồi. Trời ơi, nó tức chỗ như mình thấy nó lường gạt này kia cái nọ mình cũng tức chứ. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 3, một hiệp sĩ đường phố đã theo dõi và công bố với dư luận một đối tượng giả dị tật để bán vé số rồi xin luôn tiền thừa của khách tại khu vực chợ Bến Thành, quận 1. Hay vào ngày 2 tháng 4, Công an phường Bến Thành, quận 1 đã bắt quả tang Trần Trọng Hiếu, 19 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, tại ngã tư Lê Thánh Tôn, Trương Định, đang giả tàn tật bán vé số nhưng chủ yếu là để xin tiền. Kiểm tra giỏ sách của Hiếu, công an phát hiện có nhiều tờ tiền Việt và nước ngoài, tổng cộng hơn 900.000 đồng. Tại cơ quan công an, Hiếu khai thuê xe ôm từ nhà trọ ở quận Tân Phú đến khu vực chợ Bến Thành để làm nghề khoảng 2 tháng nay. Với chiêu thức này, mỗi ngày Hiếu kiếm được khoảng 1 triệu đồng. Thưa quý vị, đây quả là một chiêu thức tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng và chạm tới lòng thương cảm của người đi đường nhằm trục lợi. Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp cá biệt, đâu đó vẫn còn rất nhiều trường hợp cần cộng đồng chung tay giúp đỡ. Qua phóng sự này, chúng tôi muốn nhắc quý vị hãy cảnh giác hơn đối với những chiêu thức để lòng tốt của mình đến được với đúng người xứng đáng.